cha mẹ ơi. Đây là phố hoa Hồ Thị Kỷ nè, để ba mẹ cô chở bà con bắt vô đây. Đây là chợ hoa lớn nhất Sài Gòn nè, để coi dịp Tết này sao. Ba mẹ cô thấy hoa lan đưa về quá trời luôn. Năm nay ba mẹ cô rút kinh nghiệm rồi, ba mẹ cô sẽ mua hoa sớm, cho nên nghe thời điểm này là ba mẹ cô đã đặt hoa lan rồi đó bà con. Ba mẹ cô đặt ba bình hoa lan, hoa bự giống vậy nè, để ba mẹ cô trưng ở nhà, không có để gần Tết nữa. Những cái gì mà ba mẹ cô thấy hàng năm mà mình bắt buộc mình phải bỏ tiền ra để mình mua. Hồi đó thì cuộc sống nghèo quá bà con, ba mẹ cô chỉ canh hoa 30 Tết thôi. Nhưng mà ba mẹ cô làm vậy thấy cũng mấy nấy lương tâm với những người làm hoa quá. Họ chồng họ cũng giống như mình thôi, họ cũng cơm áo gạo tiền mà con. Đúng không bà con? Cơm áo gạo tiền. Rồi họ cũng buôn bán, họ cũng có gia đình, họ cũng có. Mà người dân Việt Nam mình thì chơi cái kiểu mà hoa ế chiều 30 Tết đó, trời đất ơi. Cái đó thì ba mẹ cô thấy thật sự cũng tàn nhẫn quá. Người ta buôn bán người ta cũng có chút lời chút xíu với bà con. Cho nên năm nay ba mẹ cô nói với vợ, ba mẹ cô không mua hoa ế chiều 30 Tết nữa. Mà mình bây giờ mình đã có điều kiện rồi thì bây giờ mình mua sớm thì có đó là cũng là một cách mình chia sẻ với người dân đó. Để họ về họ còn chơi Tết với gia đình đó. Cho nên ba mẹ cô nói thì thôi, đã chờ Tết tới nơi rồi, mình cứ mua ủng hộ bà con, mua sớm luôn đó. Nó mắc chút nhưng mà nó được cái chắc lẽ là nó hoa nó sẽ đẹp hơn bà con. Mình mua sớm nè là mình được hoa đẹp nè đó, rồi mình được giúp đỡ cho bà con của mình nữa. Năm nay sao ba mẹ cô thấy họ chơi mấy cái cây đào gì mà nó cứ cục mấy cái viên vừa vòng tròn đó bà con. Cái cây đó không biết là cây gì luôn á, hoa gì luôn á, cái hoa cục kìa nè. Nhưng mà ba mẹ cô không thích chơi đồ giả. Ba mẹ cô chơi là chơi đồ thiệt, là chứ không có mua mấy hoa giả. Có nhiều người tiết kiệm á, họ mua hoa giả làm sao mình xài tiếp. Năm nay ba mẹ cô sẽ mua một bình đào giống vậy nè. Ba mẹ cô sẽ mua một cây mai, một cây mai, một cây đào, và hoa lan để trưng. Mình có điều kiện thì mình thôi, mình cứ chia sẻ với bà con cô bác buôn bán. Hoa đào này đẹp nè. Chứ mà ba mẹ cô hy vọng bà con cô bác cũng đừng có đợi hoa chiều 30 Tết nữa bà con. Năm nào cũng vậy đó, cái chiều 30 Tết cái bắt đầu dân tình ca tháng, rồi báo chí đăng lên, rồi hoa đập bỏ này nọ. Công sức của người dân ta trồng uổng lắm rồi con, tội nghiệp người ta. Mình có điều kiện thì mình mua nhiều, còn không có mình cứ mua sớm đi, mình mua 1 chậu 2 chậu cũng được. Nhưng mà giúp cho bà con người dân người ta. Rồi giờ mình đi vô lại thêm lần nữa nha bà con. Nãy giờ vừa đi vừa nói với ba mẹ cô đâu có ngắm hoa được cái gì. Giờ là bây giờ bà con bác xem ha. Bắt đầu là ba mẹ cô sẽ đi ngắm hoa. Lan Hồ Điệp nè. Lan Hồ Điệp này người ta sẽ tính theo cành nha bà con. Cái chậu bự chậu nhỏ nó quan trọng, mà có bao nhiêu cành.
bên kia là chùa Đại Hạnh, bên đó là cư xá đường sắt đó bà con. Rồi mình trở lại con đường Lý Thái Tổ. Cái hẻm này là hẻm treo leo nè bà con, trong đó có tiệm cà phê treo leo á. Xuân năm về khắp nẻo đường quê, mai đào đưa dệt nắng mới, mương trẻ thơ tung tăng trào xuống. Cái qua cái hẻm này là hẻm cà phê Năm Dưỡng nè bà con. Cho coi nguồn dân tộc quán thu tâm thần thông thôi, mẹ hát ru ca giáo ngàn năm, dệt ánh xuân tương lai Việt Nam. Xuân ly hương dấu tàn mùa đông hương, nhưng chẳng có. Hồi xưa cái tiệm cháo vịt này là nó bán ở đây nè, một cái tiệm rất là nhỏ, chỉ có một cái bàn kê thôi. Bên tay trái này là cà phê Năm Dưỡng nè. Cái trong giới mà sinh viên học sinh hồi xưa trước năm 75 á, là đặc biệt là quán cà phê Năm Dưỡng là thường được tập trung nhiều lắm. Con đường này là đường Nguyễn Thiện Thục nè bà con. Ở đây có tiệm bánh mì Hà Nội nổi tiếng xưa giờ. Hồi xưa giữa lòng Sài Gòn có một trừ Hà Nội nha bà con, chứ không phải không có đâu nha. Nói nhiều người nói rằng là trước năm 75 làm gì có từ Hà Nội. Xin thưa bà con, quá cộng đồng người miền Bắc mình đi vào năm 54 mà sao mà không có bà con. Thiệt. Có nhiều người cực đoan quá, ba mấy cậu thấy có nhiều người cực đoan quá. Rồi sau đó lại quy đổ, ba mẹ còn nghĩ rằng là chắc những người đó không hiểu sao á. Nhưng mà chúng ta đâu có thể chối bỏ được gần 2 triệu người đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954 mà có. Họ đi vào thì họ sẽ đem theo những cái tên, những cái địa danh của họ đi vào, thì làm gì mà nói rằng mà những cái câu mà rất là cực đoan. Ba mẹ còn thấy á, trước năm 75 là không bao giờ có hai từ Hà Nội ở Sài Gòn. Cái đó là nó hơi cực đoan quá, làm gì mà không có. Điển hình là bánh mì Hà Nội đó bà con. Bánh mì Hà Nội đó là được mở ra vào năm 1958 đó bà con. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nè, hồi xưa là đường Phan Đình Phùng. Khu này là khu tiệm giày nè. Không biết từ năm nào nhưng mà bây giờ là tất cả các hãng giày lớn ở Sài Gòn đều mở trên con đường này. Bên đây là chùa Kỳ Viên, Kỳ Viên Tự. Vào hình như là vào mùng năm hay là gì đó, ba mẹ còn nhớ hàng năm ở đây có cái, gọi là có một cái lễ gọi là lễ xuất bát. Bên tay trái là trường Rạng Đông. Bên đây là hồi xưa là rạp văn hoa Sài Gòn nè bà con. Kế bên nữa là nhà bảo sanh Đức Chính. Rồi
con đường này là đường Võ Văn Tần. Xin thưa với bà con bác, hồi xưa đó là đường Trần Quý Cáp. Trà, xe 30 gầu hết xăng rồi. Giờ mình phải chạy đi, mình kiếm cho đủ xăng nha bà con. Ở đây có tìm đủ xăng không ta? Xin thưa bà con các bác, nếu mà tìm đủ xăng thì chắc chỉ còn ở nước qua bên Bùi Xuân. Còn không thôi chạy lên đây thì chỉ còn có đường Bách Tơ, ra đường Bách Tơ. Ngay góc Bách Tơ với đường Nguyễn Thị Minh Khai có một cái cây xăng. Vậy mình sẽ chạy ra đó bà con ha. Tại vì xe 30 gồ hết xăng rồi. Ồ, hủ tiếu Nam Giang Lý Húa nè, độc quyền nha. Ăn rồi, mắc lắm nhưng mà ăn cũng chất lượng lắm. Ồ, hủ tiếu Nam Văn Triều Phong 30 gồ chưa ăn nè. Hồi đó đây là đường Nguyễn Huyền, con đường này hồi xưa là đường rây xe lửa. Mì gia Tân Tầm Lợi. Con đường Võ Văn Tần này hồi xưa còn nổi tiếng nhất là bột chiên nha, bột chiên Võ Văn Tần. Ở bên đây là có cái trường kiến thiết nè bà con. Không biết bà con các bác có biết cái trường kiến thiết hay không nè. Ở đây có một công ty môi trường nè. Hồi đó nó gọi là cái gì mà rác rác đó bà con, liên quan đến rác á, mình phải. Còn bên tay trái 30 cầu đây nè, xin thưa bà con các bác, đây là trường kiến thiết trước năm 75 luôn nha bà con. À, đây là trường kiến thiết, nó nằm trong một cái con hẻm nối qua bên đường Nguyễn Đình Chiểu là đường Phan Đình Phùng đó ha. Đó mà không quá ha. Phan Đình Phùng với đường Trần Quý Cáp. Chùa Phật Đà, đường này đường Nguyễn Đình Chiểu. Ba mày còn nhớ không lầm, ở đây có một cái cây xăng đúng không ta? Trời ơi, đường này đường 1 chiều. Trời, lâu quá, đi riết mà không nhớ đường. Nhớ đây có cây xăng à, nhưng mà không ngờ đây là đường 1 chiều. Vậy giờ mình vô mình đổ xăng nha bà con. Cây xăng của Petrolimex thì nó chất lượng nó tốt hơn, nhưng mà bù lại giá nó cao hơn những cái cây xăng thường. Rồi, bây giờ mình cứ có đầu là mình cứ đút đầu vô thôi. Rồi đây, rồi một chiếc vô, một chiếc ra thì một chiếc vô. Đổ đầy bình nữa
Rồi xong, đổ xăng đầy bình rồi. Giờ tha hồ chạy. Giờ ba mày còn phải xuyên hẻm đi qua bên. Xuyên hẻm qua đây để mình đi qua lại cái đường Trần Quý Cáp nha bà con. Có con hẻm này hình như hồi xưa có một cái tiệm bánh canh cua ở đây nè bà con. Một trong những nơi mà cái như là ba mày còn nhớ là liên quan đến cái dịch Covid đó bà con. Ở đây có một cái chợ. Ô cha, bánh mì chả cá ngon quá. Không có nấu cơm, ăn hủ tiếu hay cái gì cũng được. Đó bà con có không? Cái từ hủ tiếu là cái từ gắn liền với miền Nam nha bà con. Từ phở đó là gắn liền với lại từ miền Bắc. Món phở là xuất phát từ miền Bắc nha bà con. Nhưng mà miền Nam á là gắn liền với từ hủ tiếu nha bà con. Người miền Nam mà mỗi lần cái gì cứ ăn hủ tiếu, sáng ra làm tô hủ tiếu. Nhất là miền Tây là một cái lò hủ tiếu bún. Rồi mình ra lại đường Võ Văn Tần rồi. Mấy cái dịp này Tết mà chạy vô mấy cái chợ đó mệt lắm bà con. Nó chật. Ba mày còn thấy nguyên một cái hẻm đó bà con, họ đang treo cờ đó. Ở trước hẻm họ đề là mừng đảng quang vinh. Bây giờ bắt đầu là người ta bắt đầu chuẩn bị trang trí Tết rồi đây. Đó, bắt đầu là người dân khắp nơi luôn, khu phố, rồi từng tổ dân phố bắt đầu họ sẽ treo cờ. Ở bên đây cũng vậy nè bà con. Hình như là ở cái chỗ quận 3 này đang có một cái phong trào đó là mấy cái con hẻm, mấy khu phố người ta mừng mừng đảng, mừng xuân. Đó, khu phố 1. Họ làm, họ trang trí, năm nay là ba mươi cô thấy là mọi người trang trí nhiều lắm. Đó, bên đây là rạp Nam Quan. Tôi dắt ba mươi cô xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.